Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, xóm Đừng nổi lên là một điển hình cho phát triển kinh tế và xây dựng kiến thiết bản làng của xã Giang Bô nói riêng, huyện Tân Lạc nói chung. Để có được sự khởi sắc toàn diện trên, ngoài sự đoàn kết cần cù của nhân dân, phải kể đến vai trò rất lớn của trưởng xóm Bùi Văn Trưng. Ngôi nhà văn hóa khang trang này là thành quả của tinh thần tập thể do nhân dân hiến đất và cùng đóng góp xây dựng lên. Năm 2023, xóm Đừng được nhà nước hỗ trợ nguồn lực xây dựng nhà văn hóa xóm, nhưng khi triển khai, một khó khăn tưởng chừng như không thể thực hiện được, đó là xóm không có đất để xây dựng. Nhưng với uy tín và sự tận tâm trong công việc, ông Trưng đã liên tục tổ chức các hội nghị họp dân, đồng thời đến từng nhà các hộ có đất liền kề khu trung tâm xóm, tuyên truyền vận động bà con hiến đất cho cơ sở xây dựng nhà văn hóa. Mưa dầm thấm lâu, 20 hộ liền kề đã tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất cho cơ sở để làm nhà văn hóa. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, mỗi hộ trong xóm còn đóng góp thêm 200.000 đồng để làm mặt bằng, san nền, làm sân. Thì gia đình tôi đã hiến được hơn 400 m2 đất để xây dựng cái nhà văn hóa. Các hộ tiếp theo thấy thế là người ta bà con chung tay hưởng ứng, tất cả bà con chung tay hiến đất để xây dựng cái cơ sở vật chất đến khang trang như ngày hôm nay. Nhờ vận dụng và phát huy tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi, đồng thời tiên phong gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến công hiến đất, nên ông luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Riêng năm 2023, nhân dân trong xóm đã tự nguyện hiến trên 7.600 m2 đất và đóng góp 356 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, và gia đình ông cũng đã hiến trên 200 m2 đất cho cơ sở làm đường giao thông. Song song với công tác xây dựng kiến thiết bản làng, với vai trò là trưởng xóm, ông luôn đau đáu trồng cây gì, nuôi con gì để đưa kinh tế của gia đình và bà con phát triển. Bản thân tôi gương phải gương mẫu và đi đầu trong cái việc là công tác để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế cũng như là thực hiện các cái chương trình đóng góp, làm sao để bà con tin tưởng làm tốt cái phong trào để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, sau thời gian thử nghiệm thành công mô hình trồng rau củ quả tại gia đình, trưởng xóm Bùi Văn Trưng đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thực hiện. Với việc nghiên cứu kỹ thị trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cây dây leo cho hiệu quả kinh tế khá tốt. Từ một vài hộ trồng mang tính khảo nghiệm, đến năm 2022, đã có 18 hộ cùng tham gia và thành lập tổ hợp tác sản xuất rau củ quả sạch. Quá trình sản xuất, ông luôn tìm tòi các loại giống củ quả phù hợp, đứng ra chịu trách nhiệm cung cấp giống, phân bón cho các hộ và liên kết với thương lái ở các thị trường lớn để bao tiêu sản phẩm. Hàng năm, tổ sản xuất tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động thời vụ với thu nhập ổn định. Đến nay, tổ đã có 21 hộ dân tham gia và đã phát triển thành hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Giang Bô. Anh Trưng là người tìm ra cái đầu mối để bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân trong xóm cũng như trong xã. Thì anh em cũng phối hợp với nhau để cùng làm và phát triển. Và đến nay nó chuyển đổi hoàn toàn từ cây lúa sang trồng cây leo giàn, hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Với sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Trưng luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, nên mọi hoạt động của xóm khi được triển khai thực hiện đều khá thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao. Nhờ vậy, bộ mặt xóm Đừng ngày càng phát triển. Xóm đã bê tông hóa được gần 3/4 km đường nội xóm. Nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng cao. Đến nay, xóm chỉ còn 13 hộ nghèo trên 178 hộ. Trong các phong trào thi đua do các cấp phát động, xóm Đừng đều đạt thành tích xuất sắc. Bản thân ông Bùi Văn Trưng nhiều năm liền được các cấp khen thưởng. Năm 2023, ông được Đảng bộ huyện tặng giấy khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2023. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Đồng chí Trưng rất là mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, chọn những con cây giống có hiệu quả kinh tế cao để đưa vào ở địa phương. Và cái mô hình của đồng chí này là cái mô hình mà đi đầu của địa phương, mà nó sẽ lan tỏa tiến tới là nó sẽ nhân rộng cái điển hình tiên tiến này ra toàn xã. Với những việc làm cụ thể, hiệu quả, chính quyền xã và nhân dân xóm Đường tôn vinh ông Bùi Văn Trưng là người trưởng xóm mẫu mực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chung, cũng như nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Ông thực sự là một nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.